Thầy Quyến giới thiệu với các em thí nghiệm giữa natri với nước. Trên bàn thí nghiệm có lọ đựng dung dịch phenol và talin, một cốc nước và một ống nghiệm đựng nước. Cái thí nghiệm thứ nhất, thầy cho một màu nhỏ natri vào ống nghiệm đựng nước. Sau đó thầy đốt. Cái thí nghiệm đó chứng tỏ rằng có khí hydro tạo ra. Thí nghiệm tiếp theo, thầy cho một màu natri nữa vào nước. Cho dù màu natri có hình dạng như thế nào thì khi cho vào nước nó đều tạo thành giọt tròn và chạy trên mặt nước. Mòn dần. Hay nói cách khác là tan dần. Thầy tiếp tục cho một màu nữa để các bạn quan sát được kỹ hơn. Các bạn nhìn. Bây giờ nhìn cái viên natri, cái màu natri ban đầu. Bây giờ thầy cho vào nước. Nó tạo thành giọt tròn và chạy trên mặt nước. Có khí thoát ra là khí hydro, là khí không màu. Nhưng đây chúng ta không nhìn thấy. Màu natri nhỏ dần hay là mòn dần hay là tan dần. Phần dung dịch thu được không có màu. Thầy cho một quỷ tím, một màu dưới quỷ tím vào cái phần dung dịch thu được. Các bạn thấy quỷ tím hóa xanh. Thầy nhỏ dung dịch phenol và tin không màu. Vậy cái dung dịch tạo thành làm cho phenol và tin không màu hóa hồng. Vậy các em hãy viết phương trình hóa học xảy ra. Thí nghiệm đến đây là tạm dừng. Xin hẹn các em tại thí nghiệm khác tại học hóa.com. Xin chào các em.